Vâng, chào mừng quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Bích Quyền. Và ngày hôm nay thì bên cơ sở xin được giới thiệu đến tất cả quý vị anh chị đang theo dõi video của kênh chúng tôi về sản phẩm hai đôi lục bình trước mắt quý vị đây. Vâng, đôi phun sơn BU đẹp đẽ và một đôi hàng mộc chất liệu toàn bộ là gỗ xà cừ. Vâng, và đôi phun sơn đây là đôi có chiều cao 1m40 và đường kính 37, hàng đục tứ quý, thông ngoại cấu trúc. Vâng, phun sơn màu hồng nhạt thì đẹp. Và còn bên này là đôi có chiều cao 1m20, cũng là hàng đục tứ quý, đường kính 33. Vâng, hàng mộc, hàng đẹp, đã khô ráo và có thể phun sơn bất kỳ lúc nào. Và hiện tại thì hai đôi này là bên cơ sở chưa có chủ nhân sở hữu, và quý vị anh chị nào cần đặt mua hàng mộc hoặc là mua hàng hoàn thiện thì có thể là liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở theo số điện thoại hoặc Zalo 0354318894 hoặc 0347799248. Vâng, địa chỉ của cơ sở thì ở Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Và trên đây cũng xin được báo giá trực tiếp cho quý vị được tham khảo. Đôi có chiều cao 1m20, phun sơn BU đẹp đẽ, có giá là 7.500.000 đồng. Vâng, và đôi 1m40, phun sơn BU đẹp đẽ, có giá là 9.500.000 đồng. Và đối với hàng phun sơn thì bên cơ sở sẽ phun sơn theo yêu cầu và bất kỳ màu nào nếu quý vị cần đặt, cần yêu cầu. Vâng, hoặc quý vị có thể mua hàng mộc cũng được, bên cơ sở còn rất chi là nhiều hàng mộc bên trong. Vâng, và trên đây thì cũng xin được kết thúc video cho hai đôi bình gỗ xà cừ, và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.